con gái anh từng yêu sao rồi? Có một mình đi dưới mưa lục đùi, lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn. Ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi. Có những chiều tay nắm tay ngọn đời, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em có sai yêu thương đang gìn giữ vẫn ngàn lạnh xóa những nghi vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quên đến bao năm thì bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng rồi, mạng nó hơi bị lỗi một tí. Nhiều khi chắc là Facebook có khi nào khiếp anh chị em mình đúng không? Phải là mạng lỗi mà nó ganh tị với anh chị em mình. Nó thấy anh chị em mình rực rỡ quá, nó ganh tị anh chị ơi. Thế thì mình phải làm cho nó ganh tị hơn nha. Rực rỡ hơn anh chị ơi. Chia sẻ nào, like nào và lên lại những bình luận của anh chị nào. Chị Ruby, chị Hòa ơi, chị Châu Vũ, chị Nguyễn Phương, chị Tuyết yêu thương này, chị Ánh Tuyết yêu thương và chị Châu Vũ này, chị Nguyễn Huyền. Bình luận nhiều lên anh chị ơi. Ôm sau lưng nha. Ai là người thương em? Vậy là bây giờ ai sẽ là người thương em mà? Chỉ có anh chị mãi yêu thương chúng ta thôi. Sợ kế. Ok. Người con gái anh từng yêu quên rồi. Có những chiều tay nắm tay gồng đời, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh có bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ ai là người cho em biết đi? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quên hết bao đam đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ. Anh chị chúng ta vẫn còn ở đây với chúng em. Quá là tuyệt vời anh chị ơi. Lên nhạc nào. Hey. Hello chị Hương Mơ, chị Lê Nhật này, chị Kim Thoa, anh Thanh Bình, chị Miêu Nữ, chị Nguyễn Phương. Bình luận nhiều lên nào. Chia sẻ nhiệt tình cho hai cô gái này đi anh chị yêu thương ơi. Hey. Cả không xỉ nữa anh chị nhỉ. Mà nói nữa là chiếc khăn gió ấm đấy lệ. Ok, ngoài Bắc đang lạnh đúng không anh chị ơi? Lạnh thì sẽ có những chiếc khăn gió dành tặng cho anh chị ha. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều ạ. Mọi người ơi, chúng em không thể chào được hết tất cả anh chị. Rất là hy vọng anh chị chúng ta sẽ chia sẻ nhiệt tình cho hai cô gái này nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dù như em nhớ về anh, gửi cho em đêm lung linh và tình trong đời biến mất. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn bão đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà.
thôi. Chị Hòa này, chị Đào Lan này, chị Hương Mơ, chị Đỗ Hạnh, chị Mai Thuật, 18 mãi đỉnh, và anh chị yêu của chúng em cũng mãi đỉnh ha. Trước khăn giờ anh chị ơi, có ca khúc rất là lâu rồi đúng không ạ? Lên nhạc anh chị nào, chúng ta thích bài gì chúng ta comment lên anh chị nhá. Kiếp này đã lỡ, ok ạ. Cảm ơn chị Thúy Hương này, cảm ơn Đỗ Hồng, anh Trần Thức Công này, chị nhà anh Lan Dừng này. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều, cảm ơn chị Hoàng Oan. Vừa mới đeo cái kính xanh vào cái là. Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay cô anh nồng nàn. Nhẹ nhàng ôm, cho em yên giấc ngủ ngon. Bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh, gửi cho em đêm lung linh và tình trong đời biến lãng. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, năm mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đến lung linh và tình trong đời biến lãng. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mơ đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, năm mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Hey! Có cái bài gì lâu lâu không hát nhỉ chị nhỉ? Đêm trăng tình yêu ạ. Ok, bài nào cũng hay mà anh chị. Cảm ơn anh Tini, chị Hoa Quả Vân, anh Danh Trần, chị Đỗ Huyền ạ, chị Hương Mơ ạ. Ít thôi nhưng mà dài lâu. Đúng rồi anh chị ơi, gặp nhau ít nhưng mà yêu nhau nhiều anh chị. Cảm ơn chị Hiền Nguyễn, chị Hà Huệ, chị Đỗ Hạnh ạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sợi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa khơi. Lên luôn anh chị ơi. Lòng ngập ngừng nghe tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đem tình yêu dưới trăng. Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thêm mãi, không bao giờ phai. Ước chi trăng đường đang soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin nặng im lung lên. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được trái tim chúng em yêu mình anh chị. Anh chị ơi, chia sẻ lại cho đi nào. Cười xinh quá anh chị ơi, ai cười cũng xinh như chúng ta. Đừng có tiếp gì nụ cười nhá, cười nhiều lên anh chị ơi. Cảm ơn chị Thanh Liên, cảm ơn chị Anh Tuyết Điêu này, cảm ơn chị Huyền Mai, cảm ơn chị Hoa Bảo Vân, cảm ơn tình cảm của tất cả các anh chị có mặt trong live stream này. Rất nhiều anh chị ơi, chúng em không thể chào hết anh chị được, nhưng mà chúng em xin được cảm ơn tất cả bình luận của anh chị yêu thương nhá. Cảm ơn anh Tiền Lê, chị Ánh Tuyết, công ty Tấn Phát, chị Đỗ Hạnh ạ, chị Nguyễn Phương. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm anh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm cho tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu
soi tình yêu chúng ta. Những ngày sau băng qua trời xin lặng im lung linh, thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dối trăng, thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Anh hùng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây, tình này cho anh thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chàng đêm tàn soi tình yêu chúng ta. Những ngày sau băng qua trời xin lặng im lung linh, thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Lên đây. Cảm ơn anh. Anh gì đấy? Anh Toàn à? Anh đợt nick không có dấu, không có đọc được anh ơi. Cảm ơn chị Việt Trinh, chị Huyền Mai, anh Duy Hoàn, anh Tuấn Phạm, chị Vũ Thảo. Cảm ơn chị Kim Chi, đồng phục, đúng rồi anh ơi. Có phải đầu tư đúng không anh chị? Muốn đẹp cho anh chị ngắm có phải đầu tư anh chị ơi. Bây giờ anh chị chúng ta thích nghe bài gì nhỉ? Bài gì nhờ anh chị nhỉ? À vừa nãy mình bảo hát bài về quê đó, đúng không? Theo chúng em, chúng ta thì về quê đi anh chị ơi. Những anh chị nào xa quê cùng chúng em về lên xe để về quê nhá. Anh chị quê ở đâu nào để chúng em bán vé rồi anh chị ơi. Về quê, sự thể hiện của Nhân Lệ và Minh Nguyễn. Cảm ơn anh chị đã có những cái lời khen rất là tình cảm, đẹp đôi, đẹp đôi. Đó, hai đứa em cùng like với nhau, mọi người nhớ khen cả hai nhé. Khen một người là em giận luôn đó nha. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Hay quá, vỗ tay anh chị ơi. Ơi quê ta bánh đa bánh đông, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, viên chợ nghèo lều tranh mãi xiêu. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nương qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Ta về đâu? Ê, về Bắc Ninh này, về Nam Định này, về Nghệ An này. Ê, về đâu nữa anh chị ơi, bình luận để chúng em về nào. Cả khúc về rất là lâu rồi, hát đâu lại? Rất là lâu rồi, một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương anh chị ơi. Cảm ơn chị Phạm Hương ạ, chị Đỗ Huyền. À, cảm ơn anh Tuyền Lê nhá. Chúng ta cùng bình luận để cổ vũ cho chúng em nha anh chị. Nghe là muốn về quê chuẩn luôn cho bằng. Về quê nào? Sắp Tết rồi anh chị, còn có hơn 90 ngày đến là Tết rồi anh chị ơi. Theo anh em thì về, theo anh em thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Về Hà Nội luôn. Ok anh ạ. Ơi quê ta bánh đa bánh đông, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mãi xiêu, kìa dáng ai như dáng chi dáng mẹ tôi. Về Bắc Ninh, về Hải Dương à. Đưa nhau ta thì về, hồi
chơi với dòng sông bên lờ bên bồi. Về Hải Phòng ông Nguyễn ơi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi. Đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về đâu. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương Bắc Cạn hay là về Cà Mau hay về đâu anh chị ơi? Về Hà Nội về... này, về Hà Nội này, về Yên Bái, về Tuyên Quang này. Quá là nhiều, tất cả anh chị ở trong ở trên mọi miền của Tổ quốc, và đặc biệt là có những anh chị ở nước ngoài cũng đang xem chúng em rất là nhiều. Ở Đức này, ở Mỹ này, ở Đài Loan này, đúng không anh chị? Ở đâu nữa? Mách cho chúng em nói anh chị ở Thụy Điển này. Cảm ơn rất là nhiều. Nha. Cảm ơn tình cảm anh chị rất là nhiều. Cứ về Nam Định anh chị ơi. Về Nam Định nhỉ? Về Sài Gòn quận 10. Ok. Về Hà Giang về quận 10 kìa. Ok luôn, mai bắt xe lên quận 10, quá đơn giản chị Nguyễn nhỉ? Ok đơn giản. Cái gì chứ cái đó làm được. Bài gì cho nó máu nữa nhỉ anh chị nhỉ? Bài gì cho nó máu đi. Thay đồ hay là đường để chúng em cho nó máu. Ok, đường cong nhá. Vũng Tàu. Ok anh chị cứ bình luận quê hương của anh chị lên để chúng em tham khảo, là chúng em về dần dần nhá anh chị yêu nhá. Về dần dần nhá anh chị. 37, ok anh ạ. Bài Tòng Phu chúng em hát rồi anh Di Hoàn ơi. USA, ok ạ, cảm ơn anh. Chào anh nhạc sai. Cảm ơn chị ước mơ nhá. Ngày em từ xưa về nay vừa lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em đây mà. Oh oh la la, ngọc ngà sexy lady. Vì em là ai mà bao chàng trai là hưu là nài. Vì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong em thế kia. Oh oh la la, tràn trề sexy lady. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em dập cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em có những ngày ngô. Ai cho em về đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vô vơ. Nhìn em có những ngày ngô. Anh Trương Đức Việt ơi, gọi tên anh luôn à. Ai muốn gọi tên cứ bình luận để chúng em mình gọi tên anh chị ha. Quảng Ninh rất là đẹp. Hạ Long nè. Cảm ơn chị Nguyễn Xanh nè. Nhân viên DCI cũng dễ thương. Cảm ơn chị Nhung Nguyễn Đức là nhiều. Hai em gái, hai em gái mời chị về Nam Định quê chúng em nhá. Cảm ơn tỉnh của chót, cảm ơn anh Xanh Nguyễn nè. Về Bắc Trung Nam luôn đúng không anh chị ơi? Về hết, miễn là anh chị có lòng là được. An Giang này. Nơi em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Nơi em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em đây. Oh oh la la, ngọc ngà sexy lady. Vì em là ai mà bao chàng trai là hưu là nài. Vì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong em thế kia. Oh oh la la, tràn trề sexy lady. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em giật cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Ai cho em về đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tay. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vô vơ. Nhìn em trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em giật cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em coi ngây ngô. Ai cho em về đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vui.
chia sẻ để cho hai đứa chúng em có thể kéo hai đứa lên 2K được không ạ? Kéo lên anh chị ơi. Lúc nãy vừa xong quá trời người, xong là cuối cùng sao lại nhỉ? Không may mạng anh nó nữa. Cảm ơn anh Vũ Huyên này. Cảm ơn anh, có rất là nhiều anh chị bình luận khen hai chị em nhiều quá trời. Và anh Nguyễn Linh, chị Vân Thúy này, chị Huệ Nhi này. Kéo lên anh chị ơi, kéo lên nào. Rực rỡ lại nào anh chị. Anh chị thấy chúng em sung không ạ? Không có gì ngoài niềm yêu thương dành cho anh chị hết á. Thế là chị Thương Trang nè. Hai em gái ở Nam Định anh ơi. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay. Thêm một lần cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ngại ngại. Ta về trong mơ, về trong mơ. Thích là cứ lên thôi, lên thôi cho nó nóng. Giờ này tầm này không cần quan trọng view nữa anh chị ơi, vui là được đúng không anh chị? Ê, vui anh chị là được. Hai ca thì không được mọi người ơi, chịu quá. Ok, cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Thoát xa là thành thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì, đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi, hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong trái tim ta. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng. Cảm ơn chị Lê Hồng Thúy Nhi ạ. Hey, hai em lúc nào cũng lung linh quá. Quá là lung linh đúng không anh chị? Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng ta kéo đến 2K đi anh chị. Từ ngày Nhật Lệ live stream với anh Nguyệt và sau là stylist thay đổi. Phải đẹp hơn mỗi ngày đúng không anh chị? Đừng quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì, đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi, hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên thơm hương màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong chiếc bay. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười dạng người. Bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay. Thêm một lần cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. FC của chúng em đâu rồi ạ? FC ơi chị ơi, bình luận nhau lên đây chị ơi. Cặp kính đen đẹp quá. Ê, cảm ơn anh Trần Minh Hùng nào. Cần anh chị thể hiện tình yêu này anh chị ạ. Và thích đọc rap thể hiện thì đọc rap ơi. Thôi rap đi Lệ ơi. Máu ấy nhỉ. Chả máu hay sao, sắp lên 2K rồi kìa. Máu thiệt sự anh chị ơi. Hát 2 live đấy anh chị nha. Hát 2 live mà giờ này chúng em vẫn còn ngồi đây hát cho anh chị. Thì anh chị hiểu chúng em như thế nào đấy ạ. Thì anh chị đừng tiếc gì một lượt bình luận, một lượt like, một lượt chia sẻ của mình được không ạ?
Em rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chung pha tô lên hài hước như lúc này. Dùng mê anh bán chuyện này. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Hello. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải con dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một mày. Có người khác, người khác tình nào mình chẳng dạy giờ. Vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kiên cường nhưng lại không thể cho người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cự tuyệt. Mặt khác anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng có lòng từ biệt. Trong mắt anh em thật sự rất tuyệt dù rằng hai đứa cùng hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc. Mẹ của anh mới phải chia tay. Say. Hát hay quá. Cảm ơn Trịnh Châu Vũ. Đeo kính đen chả nhìn gì nhỉ. Anh chị bình luận nhiều lên để Nhân Lệ nhìn thấy những chị nào. Hay, hay, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Động viên chúng em. Sống lên 2k rồi anh chị ơi. 2k anh chị ơi. Cho Facebook có khiếp đi anh chị ơi. Cảm ơn chị Hoa Cẩm Vân, cảm ơn chị Lý Na, cảm ơn Dini, chị Đỗ Hoàng, chị Ánh Nguyệt, chị Trần Thúy. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Rapper, rapper, đúng rồi anh chị. Yeah, single thì sao anh chị quên à. Cũng rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất thích thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ trong pha đô lên hài hứa như lúc này. Dùng mẹ anh bắt chuyện tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Hey. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải có giàu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một lời. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chung pha tô lên hài hước như lúc này. Rằng mẹ anh bắt trước ai. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Okay. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc ai hạnh phúc chỉ một ngày. Có gì đâu mà phải khóc. Anh thì sẽ có người khác. Tình nào mình sẽ chẳng dạng dở. Vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Mệt cứ mặc định em là thân tâm bạn. Thì biết hạnh phúc của em là kiên cương. Nhưng lại không thể cho người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp. Nên tình cảm này anh buộc phải cương tịch. Mặc cách anh sợ và rất phải yêu xa. Mình không tới đâu cũng làm từ biệt. Trong mắt anh em thật sự rất tuyệt. Dù rằng hai đứa không hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc. Mẹ của anh mới phải chia tay. Lệ cũng chơi được giáp đâu anh chị nha. Mai em bắn giáp cho anh chị nghe đó anh chị ơi. Chất không anh chị? Là bà đứa nhờ cho nó máu nhờ. Một khi mà nó máu thì đừng hỏi Lệ Nguyệt là ai anh chị. Dùi quá trời anh chị ơi. Thực sự nói thật với anh chị nghe là cái gì vậy. Một cây thì làm chẳng nên non. Phải nhiều người lại thì chương trình nó mới hay. Có anh chị ở đây chúng em mới sung được như thế đó anh chị. Đúng ơi rồi. Chứ không có ai chúng em sao mà có động lực mà hát được anh chị ơi. Nhìn chất quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Lên 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 anh chị ơi. Lên làm gì rồi lại phải lên tiếp anh chị. Quá là sung anh chị, anh đi đi ơi. Em mang theo vầng trăng thứ nào để bầu trời hoài nhớ thương. Thu chết. Anh chị bình luận nhiều lên để cổ vũ chúng em nha. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều đây. Anh mang con tim em về tới. Có anh nhận được trái tim của chúng em chưa ạ? Nhất lệ búp bê, ôi trời ơi, búp bê luôn hả chị yêu. Cảm ơn chị. Pháo hồng. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Anh Tuyết yêu, cảm ơn anh Trân Nguyễn Hồng, chị Trần Phúc Cà, chị Hồ Thương nè. Chị Hải Yến, tất cả các anh chị yêu thương được quá trời là tuyệt vời luôn nè. Mùa đông như bay kín kỷ niệm của đôi mình. Lúc đã xa vắng nhau. Dường như em quên lối bay về gió nghe lòng. Còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi. Với những nét xót xa răng ngang đời ngàn đành cho ta mần ngọt vơi và dĩ bao xe mãi không phai nhỏ. Tuy đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoàn cả. Đời tình si ta biết cho người đã bao lần. Hey. Với nỗi đau dấu hiệu. Hey. Dòng đời chỉ muốn lỗi ta còn mãi đi tìm.
liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nơi xót xa dáng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Chúng con tìm yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giờ sầu nào vỡ nát trong tim mong người vô giấc bao đêm ngậm ngùi coi mơ nghe như chưa với khi bao yêu thương ố màu. Em đi mang theo vầng trăng thôi nào để bầu trời hoài thứ chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái nó không tên con thuyền lướt xuống lên đây tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng thôi nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đây. Sắp lên 3K kìa ơi. Yeah. Ok, hợp tác thành công. Dạ. Quá là máu anh chị ơi, anh chị giờ này vẫn ở đây với chúng em. Quá tuyệt vời anh chị, nhộn nhịp quá hay bé ơi, chỉ có ở đây anh chị mới được chill như thế nhá. Cảm ơn sếp duy trì của em. Lên anh chị ơi. Anh chị bình luận Duy Trinh Mãi Đình để cảm ơn sếp của em có một cái dàn âm nhạc đầu tư để cho anh chị nghe được không ạ? Muốn có những bài hát hay, muốn có những ca nhạc hay như thế này phải cảm ơn sếp của em đầu tiên anh chị yêu. Beauty Mãi Đình anh chị ơi. Hey. Mọi người biết không, lại thì nhiều khi lại sợ rét. Em đang nóng mà cái quạt nó quay thẳng ở đây, nóng quá trời, em phải lên trên cao để nóng mọi người ạ. À. Cái quạt ngang cổ ở đây lại thì rét, còn em thì rất là nóng nhỉ. Em yếu đuối lắm anh chị, sợ rét lắm. Nóng mọi người ạ. Lời tình si ta viết cho người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu. Dòng đời chỉ một lối ta còn mãi đi tìm liều thương cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa vắng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Khi con tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giờ sầu nào vỡ nát trong tim mong người vô giấc bao đêm ngậm ngùi coi mơ nghe như chưa với khi bao yêu thương ố màu. Em đi mang theo vầng trăng thôi nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái nó không tên con thuyền lướt sóng lênh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Hey! Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đây. Sếp ơi, sếp vào đây để nhìn anh chị nào. DC Mãi Đình, DC Beauty Mãi Đình. Quá tuyệt vời anh chị ơi, sếp của em đang ở quê mà chắc là gọi là nhột nhột á. Và sao mà ai nhắc mình nhiều thế anh chị ạ? Cảm ơn anh chị rất là nhiều, cảm ơn anh Thành nhá. À anh Thành nhầm. Chị Lumi, anh Hà, chị Hà Trần, chị Hoa Quả Vân, chị Mai Sinh nhá. Trời ơi, mệt ơi, vẫn máu hả? Đúng rồi. Chật là một bài lên 3K luôn anh chị ơi. Vãi lên 3K luôn này. Hôm nay là tri ân khách hàng luôn này. Tri ân luôn anh chị ơi. Máu quá anh chị ơi. Chết rồi, hôm nay gọi là nóng lên đấy. Quạt lên nóc nhà. Nóng quá mọi người ạ. Anh chị yêu cầu luật đời, có luật đời cho anh chị ha. Nhiều khi cái điều hòa này không đủ ga, không đủ công suất. Lệ thì nó sợ rét, còn em thì đang rất là nóng. Vậy em mới vào Nam em ở. Hoàng hôn xuống ta kể bài nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Nó hơi bị lỗi một tí. Nhiều khi chắc là Facebook có khi nào khiếp hai chị em mình đúng không? Phải là mạng lỗi mà nó ganh tị với anh chị em mình. Nó thấy anh chị em mình rực rỡ quá, nó ganh tị anh chị ơi. Thế thì mình phải làm cho nó ganh tị hơn nha. Rực rỡ hơn anh chị ơi. Chia sẻ nào, like nào và lên lại những bình luận của anh chị nào. Chị Lumi, chị Hòa ơi, chị Châu Vũ, chị Nguyễn Phương, chị Tuyết yêu thương này, chị Ánh Tuyết yêu thương và chị Châu Vũ này, chị Nguyễn Huyền. Bình luận nhiều lên anh chị ơi. Ê, ôm sau lưng nha. Ai là người thương em? Vậy là bây giờ ai sẽ là người thương em mà?
chỉ có anh chị mãi yêu thương chúng ta thôi. Sơ kế. Ok. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay gồng đời. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhớ anh bao điều. Em thích hoa hồng vào mùa đông, được anh ngó phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vì sao ai là người cho em yên tình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành. Xóa những hy vọng một tình yêu và hãy trái tim xanh. Quên hết bao đầm đi bên em anh thật không thể làm được. Người bình thường giờ chẳng nhớ. Gì nữa anh chị nhỉ? Mà nói nữa là chiếc khăn gió ấm đấy lệ. Ok, ngoài Bắc đang lạnh đúng không anh chị ơi? Lạnh thì sẽ có những chiếc khăn gió ấm dành tặng cho anh chị ha. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều ạ. Mọi người ơi, chúng em không thể chào được hết tất cả anh chị. Rất là hy vọng anh chị chúng ta sẽ chia sẻ nhiệt tình cho hai cô gái này nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay cô anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dù như em nhớ về anh, gửi cho em đêm lung linh và tình trong đời biến mất. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Yeah. Chị Hòa này, chị Đào Lan, chị Hương Mơ, chị Đỗ Hạnh, chị Mai Thuật, 18 mãi đỉnh, và anh chị yêu của chúng em cũng mãi đỉnh ha. Chiếc khăn gió anh chị ơi, có ca khúc rất là lâu rồi đúng không ạ? Lên nhạc đó anh chị nào, chúng ta thích bài gì chúng ta comment lên anh chị nhá. Kiếp này đã lỡ ok ạ. Cảm ơn chị Thúy Hương này, cảm ơn anh Đỗ Hồng, anh Trần Đức Công này, chị nhà anh Lan Dương này. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều, cảm ơn chị Hoàng Quang. Vừa mới đeo cái kính xanh vào cái này. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh, gửi cho em đêm lung linh và tình trong đời biến lãng. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tình trong đời biến lãng. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.
Rồi cơn mơ đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, năm mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Có cái bài gì lâu lâu không hát nhà chị nhỉ? Đếm trăng tình yêu ạ. Ok, bài nào cũng hay mà anh chị. Cảm ơn anh Đinh Ni, chị Hoa Quả Vân, anh Danh Trần, chị Đỗ Huyền ạ, chị Hương Mơ ạ. Ít thôi nhưng mà dài lâu. Đúng rồi anh chị ơi, gặp nhau ít nhưng mà yêu nhau nhiều anh chị. Cảm ơn chị Hiền Nguyễn, chị Hà Huệ, chị Đỗ Hạnh ạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sẽ ấm con tim lẻ loi. Nước cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa khơi. Lên luôn anh chị ơi. Lòng ngập ngừng nay tin yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao ai, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đem tình yêu dưới trăng. Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cánh hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thêm mãi, không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tan, soi tình yêu chúng ta. Những ánh sao băng qua trời, xin nặng niềm lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, anh có biết được trái tim chúng em yêu mình anh chị. Anh chị ơi, chia sẻ lại cho anh em nào. Cười xinh quá, anh chị ơi, ai cười cũng xinh như chúng ta đừng. Có tiếp gì nụ cười nhá. Cười nhiều lên đây chị ơi. Okay. Cảm ơn chị Thanh Liên, cảm ơn chị Anh Tiết Điêu này. Cảm ơn chị Huyền Mai, cảm ơn chị Hoa Bảo Vân. Cảm ơn tình cảm của tất cả các anh chị có mặt trong live stream này. Rất nhiều anh chị ơi, chúng em không thể chào hết anh chị được. Nhưng mà chúng em xin được cảm ơn tất cả bình luận của anh chị yêu thương nhá. Cảm ơn anh Tiền Lê, chị Anh Tiết, công ty Tấn Phát, chị Đỗ Hạnh ạ. Chị Nguyễn Phương. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau, cùng ngắm anh trăng vàng ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng. Cho tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Dừng này cho anh thề mãi, không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tan, soi tình yêu chúng ta. Những ánh sao băng qua trời, xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng. Thấm thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Hồng cho tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này cho anh thề mãi, không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tan, soi tình yêu chúng ta. Những ánh sao băng qua trời, xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Lên đây. Cảm ơn anh. Anh gì đấy? Anh Toàn à? Anh nick không có dấu, không có đọc được anh ơi. Cảm ơn chị Việt Trinh, chị Huyền Mai, anh Duy Hoàn, anh Tuấn Phạm, chị Vũ Thảo. Cảm ơn chị Kim Chi, đồng phục. Đúng rồi anh ơi, có phải đầu tư đúng không anh chị? Muốn đẹp cho anh chị ngắm có phải đầu tư anh chị ơi. Bây giờ chị có thích nghe bài gì nhỉ? Bài gì nhờ anh chị nhỉ? À vừa nãy mình bảo hát bài về quê đó, đúng không? Theo chúng em, chúng ta thì về quê đi anh chị ơi. Những anh chị nào xa quê cùng chúng em về lên xe để về quê nhá. Anh chị quê ở đâu nào để chúng em bán vé thôi anh chị ơi. Về quê, sự thể hiện của Nhân Lệ và Minh Nguyễn.
cảm ơn anh chị đã có những cái lời khen rất là tình cảm, đẹp đôi đẹp đôi. Đó, hai đứa em cùng like với nhau, mọi người nhớ khen cả hai nhé, khen một người là em giận luôn đó nha. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Hay quá, vỗ tay anh chị ơi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, viên chợ nghèo lều tranh mãi xiêu. Dòng đời đua chen phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nương qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Ta về đâu? Ê, về Bắc Ninh này, về Nam Định này, về Nghệ An này. Ê, về đâu nữa anh chị ơi, bình luận để chúng em về nào. Các khúc này rất là lâu rồi, hát đâu lại? Rất là lâu rồi, một ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương anh chị ơi. Cảm ơn chị Phạm Hương ạ, chị Đỗ Huyền. À, cảm ơn anh Tuyền Lê nhá. Chúng ta cùng bình luận để cổ vũ cho chúng em nha anh chị. Nghe là muốn về quê chuẩn luôn cho bằng. Về quê nào? Sắp Tết rồi anh chị, còn có hơn 90 ngày đến là Tết anh chị ơi. Theo anh em thì về, theo anh em thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Về Hà Nội luôn. Ok anh ạ. Ơi quê ta bánh đa bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mãi xiêu, kìa dáng ai như dáng chi dáng mẹ tôi. Về Bắc Ninh, về Hải Dương à, đưa nhau ta thì về, sống bên lờ bên bồi. Về Hải Phòng Ngô Nguyệt ơi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nương qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về đâu? Thiếu quê hương ta về đâu? Về Nam Định luôn anh chị thương ơi. Về Yên Bái đi em, ok anh. Về Bắc Cạn hay là về Cà Mau hay về đâu anh chị ơi? Về Hà Nội này, về về Hà Nội này, về Yên Bái, về Tuyên Quang này. Nhiều tất cả anh chị ở trong ở trên mọi miền của tổ quốc, và đặc biệt là có những anh chị ở nước ngoài cũng đang xem chúng em rất là nhiều. Ở Đức nè, ở Mỹ nè, ở Đài Loan này, đúng không chị?
ở đâu nữa, mách cho chúng em nói anh chị ở Thụy Điển nè. Cảm ơn anh chị nha, cảm ơn tình cảm anh chị rất là nhiều. Cứ về Nam Định anh chị ơi, về Nam Định nè, về Sài Gòn quận 10. Ok, về Hà Giang, Hà Giang về quận 10 kìa. Ok luôn, mai bắt xe lên quận 10 quá đơn giản chị nghe nhỉ. Ok đơn giản, cái gì chứ cái đó làm được. Bài gì cho nó máu nữa nhỉ anh chị nhỉ? Bài gì cho nó máu máu đi. Thay đồ hay là đường để cong chúng em cho nó máu. Ok, đường cong nhá, Vũng Tàu. Ok anh chị cứ bình luận quê hương của anh chị lên để chúng em tham khảo là chúng em về dần dần nhá anh chị yêu nhá. Về dần dần anh chị. 37, ok anh ạ. Bài Tòng Phu chúng em hát rồi anh Diêu Hoàn ơi. USA, ok ạ. Cảm ơn anh. Chào anh nhạc sai. Cảm ơn chị ước mơ. Ngày em từ xưa về nay vừa hai lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em đây mà. Oh oh la la, ngọc ngà sách sẽ lấy đây. Vì em là ai mà bao chàng trai là hữu là nài. Vì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong em thế kia. Oh oh la la, tràn trề sách sẽ lấy đây. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em dập cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em có những ngày gỗ. Ai cho em về đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vô bờ. Nhìn em Trương Đức Việt ơi, gọi tên anh luôn này. Ai muốn gọi tên cứ bình luận để chúng em mình gọi tên anh chị ha. Quảng Ninh rất là đẹp. Hạ Long này. Cảm ơn chị Nguyễn Xanh nè. Nhân viên DCI cũng dễ thương. Cảm ơn chị Nhung Nguyễn Đức là nhiều. Hai em gái mời chị về Nam Định quê chúng em nhá. Cảm ơn tỉnh của chót, cảm ơn anh Xanh Nguyễn này. Về Bắc Trung Nam luôn đúng không anh chị ơi? Về hết, miễn là anh chị có lòng là được. An Giang này. Nơi em từ đâu về nay vừa hay nhìn em là say. Nơi em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em đây. Oh oh la la, ngọc ngà sách sẽ lấy đây. Vì em là ai mà bao chàng trai là hữu là nài. Vì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Oh oh la la, đường cong em thế kia. Oh oh la la, tràn trề sách sẽ lấy đây. Ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em giật cuốn vô, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta những ngày ngô. Ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tay. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vô bờ. Nhìn em trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Oh, mong em dập cuốn vô, mong em đừng là hư vô. Nhìn em coi ngay ngô. Ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tay. Oh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vô bờ. Chúng ta có thể chia sẻ để cho hai đứa chúng em có thể kéo hai đứa lên 2K được không ạ? Kéo lên anh chị ơi. Lúc nãy vừa xong quá trời người, xong là cuối cùng sao lại nhỉ? Không may mạng anh nó nữa. Cảm ơn anh Vũ Huyên này. Cảm ơn anh, có rất là nhiều anh chị bình luận khen hai chị em nhiều quá trời. Mà anh Nguyễn Linh, chị Vân Thúy này, chị Huệ Nhi này. Kéo lên anh chị ơi, kéo lên nào. Rực rỡ lại nào anh chị. Anh chị thấy chúng em sung không ạ? Không có gì ngoài niềm yêu thương dành cho anh chị hết á. Thế là chị Thương Trang nè. Hai em gái ở Nam Định anh ơi. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay. Thêm một lần cuộc đời như lần lần, như lần lần không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. Là cứ lên thôi. Lên thôi cho nó nóng. Giờ này tầm này không cần quan trọng view đâu anh chị ơi. Vui là được. Đúng không anh chị? Ê, anh
cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Thoát xa là thỉnh thoảng chút hết đi lòng hoang mang, ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu tơ, quên đi đừng lo gì, đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi, hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên bay lên theo buồn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong trái tim bay. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng ngời. Bay lên cao như con cao. Rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. Quá tuyệt vời. Máu chưa anh chị ơi? Thế này mà anh chị không bay lên nóc nhà hơi quý. Hay quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Lê Hồng Thúy Nhi ạ. Hai em lúc nào cũng lung linh quá. Quá là lung linh đúng không anh chị? Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng ta kéo đến 2k đi anh chị. Từ ngày Nhật Lệ live stream với anh Nguyệt và sau là stylist thay đổi, thay đổi. Phải đẹp hơn mỗi ngày đúng không anh chị? Thôi quên đi bao nhiêu tơ, quên đi đừng lo gì, đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi, hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên thơm muôn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong trái tim. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng người. Bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. Rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng người. Bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. FC của chúng em đâu rồi ạ? FC ơi chị ơi, bình luận nhiều lên anh chị ơi. Cặp kính đen đẹp quá. Ê, cảm ơn anh Trần Nguyễn Hùng nào. Cần anh chị thể hiện tình yêu này anh chị ạ. Ừ, bảo thích đọc rap thể hiện thì đọc nào, rap thôi. Rap đi Lệ ơi. Máu ấy nhỉ. Chả máu hay sao, sắp lên 2k rồi kìa. Máu, máu thiệt sự anh chị ơi. Hát 2 like đấy anh chị nha. Hát 2 like mà giờ này chúng em vẫn còn ngồi đây hát cho anh chị. Thì anh chị hiểu chúng em như thế nào đấy ạ? Anh chị đừng tiếc gì một lượt bình luận, một lượt like, một lượt chia sẻ của mình được không ạ? Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ trông pha to lên hai hướng như lúc này. Dùng mê anh quán chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Hello. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải con dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc ai hạnh phúc chỉ một ngày. Không có anh thì sẽ có người khác. Người khác tình nào mình chẳng dạy dở. Vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kiên cường nhưng lại không thể cho người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp lên tình cảm này. Anh buộc phải cường tuyệt mặt khác. Anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng có làm từ biệt. Trong mắt anh em thật sự rất tuyệt dù rằng hai đứa của nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc. Mẹ của anh mới phải chia tay. Say. Hát hay quá. Cảm ơn Trịnh Châu Vũ. Đeo kính đen trái nhìn gì nhỉ? Anh chị bình luận nhiều lên để Nhật Lệ nhìn thấy những chị nào. Hay, hay. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Động viên chúng em. Xong lên 2k rồi anh chị ơi. 2k anh chị ơi. Trong Facebook có khiếp anh chị ơi. Cảm ơn chị Hoa Quả Vân, cảm ơn chị Lý nè. Cảm ơn Dinny, chị Đỗ Hoàng, chị Ánh Nguyệt, chị Trần Thúy. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Rapper, rapper, đúng rồi anh chị. Yeah, single thì sao anh chị quên à?
chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cố giấu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này, chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chung pha thô lên hài hước như lúc này, rằng mẹ anh bắt chước ai. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Okay. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này, chúc ai hạnh phúc chỉ một ngày. Có gì đâu mà phải khóc, và anh thì sẽ có người khác. Tình nào mình sẽ chẳng dang dở, vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Mệt đầu. Mặc định em đã thương tâm bản thân. Biết hạnh phúc của em là kiên cường nhưng lại không thể cho một người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cương tịch. Mặc cách em sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng làm từ biệt. Trong mắt anh em thật sự rất tuyệt, dù rằng hai đứa không hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà em rất tiếc mẹ của anh mới phải chia tay. Hey. Lệ cũng chơi được giáp đâu anh chị nha. Mai em bắn giáp cho anh chị nghe đó anh chị ơi. Chất không anh chị? Là bà đứa nhờ cho nó máu nhờ. Một khi mà nó máu thì đừng hỏi Lệ Nguyệt là ai anh chị. Dùi quá trời anh chị ơi. Thật sự nói thật với anh chị nghe là cái gì vậy? Một cây thì làm chẳng nên non, phải nhiều người lại thì chương trình nó mới hay. Có anh chị ở đây chúng em mới sung được như thế đó anh đúng chị ơi rồi. Chứ không ai chúng em sao mà có động lực mà hát được anh chị ơi. Nhìn chất quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Lên 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 anh chị ơi. Lên làm gì rồi lại phải lên tiếp anh chị. Quá là sung anh chị, anh đi em đi ơi. Em bàn thờ vâng chẳng thứ nào để bầu trời hoài nhớ thương. Thu chết. Anh chị bình luận nhiều lên để cổ vũ chúng em nha. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều đây. Anh mang con tim em về tờ. Có anh nhận được trái tim của chúng em chưa ạ? Nhất Lệ búp bê. Ôi trời hey. Ơi búp bê thôi là chị yêu. Cảm ơn chị hey. Pháo hồng. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều à. Cảm ơn chị Anh Tuyết yêu. Cảm ơn anh Trân Minh Hùng, chị Trần Phúc Ca, chị Hồ Thương à, chị Hải Yến, tất cả anh chị yêu thương được quá trời là tuyệt vời luôn à hey. Mùa đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình hey. Lúc đã xa vắng nhau dường như em quên lối quay về dẫu nghe lòng còn đó bao thiết tha. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nét xót xa răng ngang đời ngàn đành cho ta mần ngọt vơi và dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Tuy đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoàn cả đời tình si ta biết cho người đã bao lần hey. Với nỗi đau dấu hiệu dòng đời chỉ muốn lỗi ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa giang ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Nhưng con tim yêu hãy cố quên có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giấc sâu nào vẫn trong tim mong người vô giấc bao đêm ngậm ngùi coi mơ nghe như chưa mới khi bao yêu thương lỗ màu. Em đi mang theo bằng chẳng thứ nào để bầu trời hoài thứ chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái nó không tên con thuyền lướt xuống lênh đênh tìm hoài biết mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo bằng chẳng thứ nào để bầu trời hoài thứ nhớ. Anh mang con tim em về đây. Sắp lên 3K như thế ơi. Yeah. Ok, hợp tác thành công. Yeah. Quá là máu anh chị ơi, anh chị giờ này vẫn ở đây với chúng em. Quá tuyệt vời anh chị, nhộn nhịp quá hai bé ơi, chỉ có ở đây anh chị mới được chill như thế nhá. Cảm ơn sếp duy trì của em. Lên anh chị ơi. Anh chị bình luận duy trì mãi đỉnh để cảm ơn sếp của em có một cái dàn âm nhạc đầu tư để cho anh chị nghe được không ạ? Muốn có những bài hát hay, muốn có những ca nhạc hay như thế này phải cảm ơn sếp gói em đầu tiên anh chị yêu. You see beauty mãi đỉnh anh chị ơi. Hey. Mọi người biết không, Lại thì nhiều khi lại sợ rét. Em đang nóng mà cái quạt nó quay thẳng ở đây, nóng quá trời, em phải lên trên cao để nóng mọi người ạ. À. Cái quạt đang thổi ở đây, Lại thì rét, còn em thì rất là nóng nhỉ. Em yếu đuối lắm anh chị, sợ rét lắm anh nóng chị ơi. Nóng mọi người ạ. À.
Lời tình si ta viết cho người đã bao lần, với nỗi đau dấu yêu. Dòng đời chỉ một lối ta còn mãi đi tìm. Liệu thương cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi, với những nỗi xót xa vắng ngang đời. Ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa, nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Khi con tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rất sâu nào vẫn trong tim mong, người vô sắc bao đêm, làm người coi mơ nghe như chưa mới. Khi bao yêu thương ố màu, em đi mang theo vầng trăng thu nào để bầu trời hoa anh nhớ thương chỉ còn hàng vỡ. Cuộc tình là trái nó không tên, còn thuyền lướt sóng lênh đênh. Tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa, mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoa anh thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu. Hey! Sếp ơi, sếp vào đây để nhìn anh chị nào. DC Mai Đình, DC Beauty Mai Đình. Quá tuyệt vời anh chị ơi, sếp của em đang ở quê mà chắc là gọi là nhột nhột á. Tại sao mà anh nhắc mình nhiều thế anh chị ạ? Cảm ơn anh chị rất là nhiều, cảm ơn anh Thành nhá. À anh Thành nhầm. Chị Lumi, anh Hà, chị Hà Trần, chị Hoa Quả Vân, chị Mai Sinh nhá. Trời ơi, mệt đây, vẫn máu hả? Đúng rồi. Chật chờ đấy nhầm. Lên 3K luôn anh chị ơi. Vãi, lên 3K luôn này. Hôm nay là tri ân khách hàng luôn này. Tri ân luôn anh chị ơi. Máu quá anh chị ơi. Chật hôm nay gọi là nóng sung lên đấy. Lên nóc nhà. Nóng quá mọi người. Anh chị yêu cầu luận đời, có luận đời cho anh chị ha. Nhiều khi cái điều hòa này không đủ ga, không đủ công suất. Lệ thì nó sợ rét, còn em thì đang rất là nóng. Vậy em mới vào Nam em ở. Hey! Lên 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 lên. Hey! Anh chị ở miền Bắc ơi, có nhận được cái sức nóng của chúng em không ạ? Nhận được thì anh chị comment số 1 nào. Quá là chill trong buổi tối ngày hôm nay anh chị ơi. Thiệt tình với anh chị chưa bao giờ like đến cái giờ này. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Đó là ca khúc Giọt Buồn Không Tên đó. Các anh chị chúng ta là bình thường mọi ngày đợi, nhưng mà Minh Nguyệt không hát thì hôm nay Minh Nguyệt hát cho mọi người. Vì nay là mạng có bị lỗi đó mọi người. Thế nên là rất là ít anh chị chúng ta quay trở lại khi mà thấy mạng bị lỗi vậy. Nhiều khi mọi người chúng ta ao mất tiêu, đâm ra là chúng em cũng không biết làm nào. Thế thì anh chị ơi, chúng ta mua gì cũng được nhá, nhưng mà chúng ta cần phải để lại số điện thoại. Bởi vì chúng ta cần phải để lại số điện thoại thì bên em mới có thể chốt đơn hàng cho anh chị chúng ta được nè. Còn nếu chúng ta không có để lại số điện thoại thì cảm ơn chị, anh Tuyết cảm ơn tình cảm anh chị rất là nhiều, thì bên em sẽ không thể nào chốt đơn cho anh chị được. Và hôm nay anh chị chúng ta có điều gì muốn băn khoăn muốn hỏi không ạ? Nếu như đơn giản là chúng ta muốn làm chậm quá trình lão hóa của làn da thì chúng ta buộc phải uống collagen. Và hiện tại bây giờ với một số tiền rất là nhỏ thôi, cảm ơn anh chị ạ, với một số tiền rất là nhỏ nhưng chúng ta có thể gìn giữ được thanh xuân, chúng ta có thể là níu giữ được cái thanh xuân của mình. Đó chính là chúng ta sử dụng dòng collagen viên nang sữa ông chúa của bên em, một cái collagen đời đầu hơn 5 năm một hành trình anh chị ạ, nó vẫn còn tồn tại từ nơi đây, thì đồng nghĩa với việc là nó phải có hiệu quả và chất lượng. Và giá của collagen viên nang sữa ông chúa này sẽ là 450.000 đồng một hộp. Và nếu như chúng ta mua 3 hộp thì bên em sẽ tặng cho anh chị ra một hộp. Còn nếu chúng ta mua 4 collagen sữa ông chúa chỉ với 1.800.000 đồng thì bên em sẽ tặng cho anh chị chúng ta thêm một hộp collagen sủi tươi cao cấp trị giá 1.1 triệu. 4 collagen sữa ông chúa 1.8 tặng là 1.1 triệu, thực sự nó quá là tuyệt vời. Chỉ một vài ngày nữa thôi thì sản phẩm này bên em đang chuẩn bị cháy hàng rồi nha anh chị yêu thương ơi. Còn nếu như ai muốn về với đội của Nguyệt để làm căng bóng làn da, hỗ trợ tình trạng bị trùng da, nhăn da, da bị nhão thì chúng ta có thể trực tiếp là dùng dòng sủi này, một cái với một cái hàm lượng collagen rất là cao, 3.000mg trên một gói. Và nếu như chúng ta mua một collagen sữa ông chúa, một collagen sủi này giá sẽ là 1.1 triệu. Còn nếu chúng ta mua 3 hộp là 3.300.000 đồng thì bên em tặng cho anh chị chúng ta thêm một hộp nữa. Còn nếu như anh chị chúng ta mà muốn vừa có tình trạng bị sạm nám nhiều, thâm khô, vừa bị chảy xệ da không có tính đàn hồi thì chúng ta có thể sử dụng một cái liệu trình này, đó là chúng ta mua 2 sủi là 2.200.000 đồng, bên em tặng cho anh chị chúng ta một hộp collagen viên năng DC Plus. Còn nếu mà chúng ta mua 4 hộp là 4.400.000 đồng thì bên em sẽ tặng cho anh chị chúng ta 2 hộp collagen viên DC Plus kèm với một phần quà cho anh chị chúng ta nhá. Đó, thì anh chị chúng ta có điều gì băn khoăn thắc mắc chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể để lại số điện thoại. Và vào ngày mai vào giờ hành chính sẽ có chuyên viên tư vấn liên hệ lại với anh chị. Có lẽ rằng là chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây có được không nào? Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại Minh Nguyệt và Nhật Lệ vào lúc 9 giờ 15 ngày mai nha anh chị yêu thương ơi. Và em cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều, ngày hôm nay đã ủng hộ tinh thần cho chúng em, và chúc cho toàn thể anh chị chúng ta ở Việt Nam chúng ta sẽ ngủ ngon, và những ai bên nước ngoài sẽ có ngày còn làm việc thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn anh chị. Bye bye, see you.